Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xuất hiện phiên bản nhái Honda Super R1000R Yamaha X-Max dưới danh hiệu là Taromoto, một thương hiệu sản xuất xe cơ máy tại Trung Quốc với tên gọi Taromoto, vừa trình làng 3 mẫu xe có thiết kế tương tự với Honda Super R1000R Yamaha X-Max với tên gọi lần lượt là CB1, CB2 và City Max C8. Taromoto CB1. Ngoại hình của Taromoto CB1 nhìn chung rất giống với thiết kế đầu của chiếc Honda Super R1000R. Mâm chữ Y, ốp sau, khung sự mất cáo màu cam mang tầm ảnh hưởng của KTM. Bộ tem rất là thể thao. Tuy chỉ là cái mẫu Sportline hạng nhẹ mang cái động cơ 125cc nhưng được trang bị phục ốp sau. Phanh đĩa kép nhìn rất ấn tượng, không kém cạnh gì với người đàn anh phần cơ lớn khác. Góc nhìn này theo cảm nhận riêng của cá nhân mình thì cái chiếc CB1 nhìn rất giống với Honda Super R1000R ở phần đầu xe. Tuy nhiên CB1 chỉ dùng cái đèn halogen thông thường và được trang bị cái động cơ xăng đường 125cc làm mát bằng nước 4 thì với mã lực là 9.5 HP tối đa, moment xoắn cực đại là 10.5 Nm. Taromoto CB2. Cái chiếc CB2 sở hữu thiết kế fairing kín đáo hơn với người anh em CB1, thiết kế mâm chữ Y với cái đĩa trước kép tương tự với dòng CB1, tuy nhiên chỉ dùng cái phục ống lồng. Và điểm nổi bật của ở phiên bản CB2 được trang bị cái đèn flash cao cấp hơn và cho cái nhìn trang nhã lịch sự hơn, có nét rất giống với nhân vật trong phim Iron Man. Và cái mẫu xe này được trang bị cái động cơ làm mát bằng nước xăng đường với dung tích lên đến gần là 200cc, cao hơn cả CB1. Taromoto City Max T8. Cái chiếc City Max T8 là một thiết kế ảnh hưởng rất nhiều từ cái Yamaha X-Max. Tuy nhiên chỉ dùng cái động cơ là 250cc. Ngoài ra những công nghệ đi kèm vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại thì cả 3 mẫu xe đều đứng dưới danh hiệu là hãng xe Taromoto tại Trung Quốc. Giá bán và thông số kỹ thuật sẽ được chúng tôi cập nhật vào clip tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này trực tiếp, nhớ like, subscribe.